mềm luôn. Xin chào mọi người nha mọi người. Hôm nay mình với anh Ba thì sáng sớm các bạn thì ngoài cái clip mà mình trồng rau á, đây là ở chợ mới nha mọi người, nên anh em biết là xịt vài con tép đem vào ăn nha. Thì mình sẽ đi theo anh Ba mình nha mọi người. Sớm thì được 300-400 gram rồi đó, tép không mà tép bằng bành. Đi thẳng trống luôn cái về vô quá im. Cái chuông này tép bành bành không ạ? Buông mương này bự nè. Ồ, ba cua làm hang ta. Có cái hang cua đâu mà. Này thập vô nó có cua xiên. Bạn thấy nó nhảy lên là tép không? Phúng lên. Dùng này có ra im. To rồi em kìa. Ô. Cúng lên xuống nhảy lên nhóc luôn. Cái đầu clip này phức dở lên vợt nữa. Con này nhỏ không ạ? Nó con tép bự vô luôn. Biết nghe không mà. Nè, trồng rau thơm biết ta. Rau gì cũng có. Đi hết cái mương này cái vô nha mà. Chưa.
luôn. Cái này mà là bơm nước vô lại mấy cái đầu nước xả vô anh ba, đưa xuống một cái vớt bằng cách cái thôi luôn. Kìa bên kia nhảy kìa, tao rồi tiếp tục quá. Kìa con mạnh kia nó vô luôn. Nó tép ở bự nhóc luôn mà thôi. Bên đây kìa. Cái vuông này im nè. Có thằng gai, thằng gai. Thì múc clip này anh em vô nha các bạn. Rồi đọc cái chuyện nữa. Sáng này chỉ cần 15-20 phút thôi các bạn. Rồi sẽ được một mớ tép, sẽ có một buổi cơm ngon, sẽ có một số lương thực dự trữ cho một ngày nha. Quả trời im luôn. Chút rồi mình sẽ quay cho các bạn xem thành quả anh em đi kích cá. Đây bây giờ mới dò được mẹ đập ở cuối nó dò. Hồng luôn. Trời ơi, trời đúng mẹ. Còn đen hả vậy? Thọt cây nước. Đúng sao tăng dữ. Đó. Đặt luôn bạn ơi. Tép còn bành bành không? Thả bằng cá nè luôn. Bắt tép không? Rồi. Cho vô luôn mẹ. Đó, video này mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Đây, coi cho các bạn xem thành quả của hai anh em đi kích bằng cái con tép nha. Ở trong mương. Xem nè. Cũng nhiều các bạn. Bây giờ chết đó. Nhiều đó. Thấy, các bạn thấy ngon không? Video này mình xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Các bạn thấy hay thì để lại cho mình một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.